Này Xá Lợi Tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu không có phương tiện khéo léo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đối với sắc cho là sắc, rồi khởi tưởng chấp trước sắc, đối với thọ tưởng hành thức cho là thọ tưởng hành thức, rồi khởi tưởng chấp trước thọ tưởng hành thức, hoặc đối với nhãn xứ cho là nhãn xứ, rồi khởi tưởng chấp trước nhãn xứ, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cho là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rồi khởi tưởng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc đối với sắc xứ cho là sắc xứ, rồi khởi tưởng chấp trước sắc xứ, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cho là thanh hương vị xúc pháp xứ, rồi khởi tưởng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc đối với nhãn giới cho là nhãn giới, rồi khởi tưởng chấp trước nhãn giới, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho là sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rồi khởi tưởng chấp trước sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc đối với nhĩ giới, cho là nhĩ giới, rồi khởi tưởng chấp trước nhĩ giới, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cho là thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, rồi khởi tưởng chấp trước thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc đối với tỷ giới cho là tỷ giới, rồi khởi tưởng chấp trước tỷ giới, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cho là hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, rồi khởi tưởng chấp trước hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc đối với thiệt giới cho là thiệt giới, rồi khởi tưởng chấp trước thiệt giới, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cho là vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, rồi khởi tưởng chấp trước vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc đối với thân giới, cho là thân giới, rồi khởi tưởng chấp trước thân giới, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cho là xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, rồi khởi tưởng chấp trước xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc đối với ý giới cho là ý giới, rồi khởi tưởng chấp trước ý giới, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cho là pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, rồi khởi tưởng chấp trước pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra,